chụp ảnh những vẻ đẹp huyền thoại của 18 vị La Hán chùa Tây Phương. Được tạo hình với sự sáng tạo vượt qua mọi chuẩn mực, 18 vị La Hán chùa Tây Phương đã trở thành tác phẩm kinh điển của nền nghệ thuật cổ Việt Nam. Chùa Tây Phương, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, được coi là nơi quy tụ những kiệt tác điêu khắc Phật giáo Việt Nam thế kỷ 18. Trong đó, bộ tượng 18 vị La Hán đã trở thành tác phẩm kinh điển của nền nghệ thuật Việt Nam. Trái với sự tĩnh tại mang tính quy ước thường thấy ở tượng Phật giáo Việt Nam, 18 vị La Hán chùa Tây Phương lại mang dáng vẻ cực kỳ sinh động. Các vị La Hán chùa Tây Phương, tôi đến thăm về lòng vấn vương, há chẳng phải đây là xứ Phật, mà sao ai nấy mặt đau thương. Đây vị xương trần chân với tay, có chi thiêu đốt tấm thân gầy, trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt, tự bấy ngồi y cho đến nay. Có vị mắt dương mày nhíu sạch, chán như nồi sóng biển luân hồi, môi cong chua chát tâm hồn héo, gân vặn bàn tay mạch máu sôi. Có vị chân tay co xếp lại, tròn xoe tự thể chiếc thai non, những đôi tai rộng dài ngang gối, cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn. Các vị ngồi đây trong lặng yên, mà nghe giông bão nổ trăm miền, như từ vực thẳm đời nhân loại, bóng tối đùn giá trận gió đen. Mỗi người một vẻ, một con người, cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời. Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã, tượng không khóc cũng đổ mồ hôi. Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau, quay theo tám hướng hỏi trời sâu. Một câu hỏi lớn không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn trau. Có thực trên đường tu đến Phật, trần gian tìm cởi áo trầm luân. Bấy nhiêu quằn quại run lần chót, các vị đau theo lòng chúng nhân. Nào đâu, bác thợ cà xưa đâu, sống lại cho tôi hỏi một câu. Ba tạc bấy nhiêu hình khổ hạnh, thật chăng chuyện Phật kể cho nhau? Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão, bấy nhiêu tâm sự, bấy nhiêu đời, là cha ông đó bằng xương máu, đã khổ không yên cả đứng ngồi. Cha ông năm tháng đè lưng nặng, những bạn đương thời của Nguyễn Du, nung nấu tâm can, vò võ chán, đâu đời có cứu được đời đâu. Đứt ruột cha ông trong cái thùa, cuộc sống dậm chân ngoài một chỗ, bao nhiêu hy vọng thúc bên sườn, héo tựa mầm non thiếu ánh dương. Hoàng hôn thế kỷ phù bao la, sờ soạng cha ông tìm lối ra. Có phải thế mà trên mặt tượng, nửa như khói ám, nửa sương tà.
Các vị La Hán chùa Tây Phương, hôm nay xã hội đã lên đường. Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại, xua bóng hoàng hôn tàn khói sương. Cha ông yêu mến thời xưa cũ, trần trụi đau thương bỗng hóa gần. Những bước mất đi trong thớ gỗ, về đây tươi vạn dặm đường xuân. Các vị La Hán chùa Tây Phương, tác giả Huy Cận.